Ôi chạy mất rồi, chạy mất rồi. Giết rồi, giết nó bên trong kìa, nó bên trong kìa thôi. Ôi nhầm ơi. Chưa rồi, hút rồi, hút rồi, hút rồi. Được rồi, hút rồi. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Nó chết rồi, nằm bên trong kìa. Ai ơi, có gì đấy, ai trong à? Ai ơi, dưới á. Tao vừa cắn tay rồi. Ôi cắm đầu cô gái vào, đưa đi, đưa nó đi, nhìn bên trong kìa, trong kìa, ôi nó bên trong, nó bên trong, nó bên trong kìa, nó bên trong kìa, ôi nó bên trong kìa, ôi nó là chết rồi, chết rồi, chết kìa, ôi lôi vào cái đấy, lôi ra đi, lôi ra đi, lôi vào ra ngoài, nó kia nó bên trong, nó cắn chân kìa, ôi trời ơi, xong rồi, đưa nó đi, đưa nó đi. Ôi trời ơi Ôi, ôi nó làm kia nó hút hết nửa luôn anh em ơi. Nó làm bên trong nó hút hết nửa luôn rồi. Ý cái kia soi sáng ạ. Ôi nhìn thấy sao không? Ôi. Nó tan xác rồi anh em ơi. Đây bọn tôi chết chưa? Chết chưa? Chết rồi. Chết xác luôn anh em nhá. Không làm sao có thể sống nữa. Ra luôn luôn. Ôi. Ôi. Nhìn đâu rồi? Thế đâu rồi? Ra luôn. Trong này làm sao rồi? Ôi trời. Nó nằm bên trong anh em ơi. Ôi, mày ra luôn. Cho vỡ đầu luôn anh em nhá. Con này hôm nay là dính đòn anh em ơi, đốt cháy luôn rồi. Ôi. Nó chết rồi em ơi, chết rồi. Chết gì nữa anh em ơi? Máu rồi. Ôi. Ôi, nhìn cái xác của nó rồi. Xác của nó. Anh em ơi, đúng xác của nó rồi. Ôi, cái xác cái đầu đó. Đúng xác rồi anh em nhá. Cái đầu của nó gần hơn. Mất xương rồi, mày đây chết rồi, mày đây chết rồi chứ. Ui nhìn quá kinh rồi, em nhìn nó trắng buốt kìa. Ui kim sọ trắng buốt, chọc nó nát đầu đấy, nó sọ ra đây cho mọi người xem. Anh bê cái sọ ra cho anh xem. Cho sọ nó ra đây anh em ơi. Lôi cái sọ này em xem luôn nhá. Lôi cái sọ này em xem lại gần rồi. Đây anh em nhìn nhá, cái sọ nó này. Bây giờ cái sọ đồ hồ ly tinh này bây giờ mình sẽ lôi cho em xem. Nó bị đốt phát cháy còn mỗi sọ thôi này. Ui sao toàn máu kìa. Ừ, sừng của nó, ơi còn có sừng nhá. Quá kinh luôn cái sừng của nó kìa. Ấy. Sao chắc đây? Ui quên sao chắc đây? Chắc thằng ba. Có khi nào mà nó gắn kết vào đây luôn rồi. Nhớ mày vào. Không được rồi anh em ơi.
Ôi ôi, không thể nhấc được anh em nhá. Không thể nuôi nó ra anh em à. Ôi đâu rồi, nó quá rắn ra cho nó nát ra, nát tung ra anh em ạ. Lôi đầu ra nhá tung đầu ra anh em nhá. Ai ơi có gì đây ai đâu qua. Ôi con cửa dứa nhìn cái bản đó này, vẫn sống. Con cửa dứa cắn mù mắt rồi. Đau quá. Ôi đầu con này bên đập đầu cái đầu đi à, đầu đi. Đây là cái đầu con cửa dứa anh em ơi. Hai con này bị đập cho nát chảy máu hết đầu kìa. Mày ui mẹ, thế là con cả đầu cửa dứa cả đầu đi, thế là vừa hồ ly vừa tốt đó, nó là cháy còn sọ thôi. Cái con hồ ly con cửa dứa ra nó bảo vệ con hồ ly đấy, nó sống lại. Nó đang cứ bảo vệ cái sọ đấy, cái sọ chắc là nó sẽ có thể hồi sinh anh em ơi. Cái sọ có thể hồi sinh con này ra, nó bảo vệ nhá. Ra nó đập. Mày chết này. Nhanh luôn. Con này vừa rồi như nó bị máu của con hồ ly té ra. Mày. Thu ra nhặt cái đầu sọ của con hồ ly. Mất tích đầu rồi á. Ôi mẹ ơi. Anh ơi, nhìn này. Ui em ơi, con này nó con sói rồi. Ui ơi, nhìn cái răng của nó này. Ui ơi. Ui, nó cắn nó bẻ cái chuồng ơi. Bẻ cái nhà. Quay nhà. Ui giời. Ai. Quả nó vừa rồi chỉ gãy răng nó còn gì nữa. Mày. Ui ôi, nó chạy chết rồi. Ui, nó bỏ trên đây, em nhìn cái răng của nó bay đi. Bảy răng đấy. Ui nó cắn chắc lắm. Ui giời ơi. Nó chạy đâu rồi anh em ơi? Bảy lên. Em nhìn sẽ chạy ở vài nhà, nhìn sẽ chạy đâu. Nó chạy đâu rồi anh em ơi? Quá kinh khủng luôn. Biến mất rồi. Xoay. Ủa nó biến mất rồi anh em ơi. Bắt được đâu. Biến mất rồi. Ôi. Ôi nó không thấy răng đâu anh em ơi. Ủa nó bay mất rồi. Ai. Con sói nó cắn tay rồi. Trời ơi, cụ gỗ tay rồi. Nó cắn cụ gỗ tay rồi, trời ơi. Cái tay, quá. Trời ơi, nhìn nó kìa, ôi. Ôi em ơi, con này nó cắn được, nhìn cái miệng của này nó vừa cắn rồi. Nhìn máu ở miệng ra này. Ôi nhìn máu rồi. Đi băng qua. Thôi đi về, chua đi. Em về tìm răng gì tốt cơ này. Đốt ra. Trời ơi, nhầm ơi. Ui, nó ra được kìa. Gì lên răng anh nhầm ơi. Ui, đi. Ui, không phải đi thêm răng anh nhầm ơi.